trưởng môn khiêm tốn chút chấp 408. Công tử, là rừng bạch lộc mà Kiếm Tôn đại nhân nói sao? Nếu ngươi có cơ hội thì tìm một ngày nào đó đến rừng bạch lộc ở Lộc Châu, có lẽ ở đó có thứ gì đang đợi ngươi. Không sai. Nếu chính miệng Kiếm Tôn đại nhân đã nhắc đến chuyện này thì thân thế của ngươi nhất định có bí mật gì đó. Công tử, thật ra Lạc Băng sớm đã không còn quan tâm đến thân thế của bản thân nữa. Mạc Môn chính là nhà của Lạc Băng, hiện tại, tương lai cũng sẽ như vậy. Ta không nói Mạc Môn không phải là nhà của ngươi, chỉ là... Nếu người thân của ngươi cũng đang tìm ngươi thì sao? Trong kiếp trước, mình cũng đọc được rất nhiều tin tức buôn bán người, thất lạc con cái, đi tìm người thân. Thật ra có rất ít bậc cha mẹ sống buông thả cha mẹ của mình ở kiếp trước. Phần lớn mọi người đều yêu thương con cái hết mực, đang tiếc mình lại là thiên tuyển chi tử. Nơi này cách rừng Bạch Lộc còn rất xa, với tốc độ phi hành của phi thuyền thì cần 3 ngày mới có thể đến nơi, nếu đã như vậy thì chi bằng tìm chút chuyện làm. Ví dụ như, kích hoạt bản thiết kế của phôi kiếm. Dù sao, thứ mà bây giờ bản tọa có là vốn tiêu xài. Không gian chữ vật mạc giới. Đổi bản thiết kế phôi kiếm cấp hoàng thành công. Đổi bản thiết kế phôi kiếm cấp lam thành công. Đáng tiếc cấp tử cần 3 viên trái tim của yêu tộc cấp tử và 1 viên trái tim của yêu tộc cấp cam. Con đường mở khóa phôi kiếm cao cấp, con đường còn dài, hành trình còn xa. Vậy mở khóa cấp hoàng trước rồi tính tiếp, bắt đầu chế tạo. Dưới góc nhìn của Lạc Băng, Lộ trưởng môn đang tiến vào trạng thái ngồi thiền. Một khi công tử ngồi thiền thì sẽ ngồi rất lâu, thân là một nhân vật nổi tiếng ở Thiên Huyền, công tử vẫn phải cố gắng tu luyện. Không biết chừng, mình cũng có thể cố gắng một chút, như vậy mới có thể giúp đỡ được cho công tử. Không biết ba tên nhóc đi có còn xuất hiện không? Các người có ở đó không? Bên trong thức hải. Các ngươi đều ở đây à? Khi ở cùng với bọn chúng thì mình cảm thấy vui vẻ lạ thường, cảm giác này kỳ lạ quá. Giống như đang chơi đùa cùng con của mình vậy, nhưng mình rõ ràng vẫn chưa có con. Xấu hổ quá, sao mình lại có những suy nghĩ kỳ lạ như thế chứ? Lẽ nào, cơ thể của mình muốn sinh con cho công tử sao? Phù, chế tạo phôi kiếm cấp hoàng không đơn giản nhưng cũng không quá khó, may mà bản tọa có thể thuần thục khống chế linh lực. Chỉ là không có kiếm thạch để chế tạo nên không thể làm nhiều để lấy kinh nghiệm. Hửm, Lạc Băng đây là đạt đến tứ cảnh đỉnh cao rồi. Sao có thể làm được chứ? Tứ cảnh đại viên mãn. Tốc độ đột phá này của Lạc Băng đúng là không khác hắc đỉnh mấy. Nhưng Lạc Băng còn là tu sĩ bình thường, phá tứ cảnh đến ngũ cảnh là có thể thức tỉnh vực rồi. Đây mới chỉ là một pháp đàn mà đã có thể giúp Lạc Băng thăng cấp nhiều như vậy. Nếu đi quét sạch các pháp đàn của Tử Nguyệt Hội ở khắp Thanh Châu thì sao nhỉ? Tử Nguyệt Hội là một phó bản dã quái để tăng kinh nghiệm cùng với nhiều lợi ích khác nhau. Nó còn được gọi là phó bản có phần thưởng phong phú nhất. Đợi khi mình về Thanh Châu, nhất định sẽ đi quét sạch. He hơ. Nhiệm vụ thăng cấp, đột phá ngũ cảnh đã hoàn thành, đánh giá là S cộng. Cuối cùng cũng đến rồi, đánh giá lần này là đúng rồi. Nhận được phần thưởng. Giá trị kinh nghiệm 11.500.000, viên tư chất thương đạo 11, kiếm thạch chế tạo cấp hoàng 19.19. Phần thưởng này có chút vô lý nha. Kiếm thạch chế tạo cấp hoàng là nguyên liệu để chế tạo phôi kiếm, giá trị kinh nghiệm có còn hơn không? Những thứ này có thể hiểu được. Nhưng mà viên tư chất thương đạo thì thật sự có chút vô lý. Phải biết tư chất và thiên phú của NPC trong trò chơi Thiên Huyền Giới đều là cố định mà viên ngọc này lại có thể giúp người khác nâng cao tư chất. Viên tư chất thương đạo. Giới thiệu, có thể giúp người sử dụng nhận được một điểm tư chất thương đạo. Không tệ không tệ, lần này cuối cùng thì hệ thống cũng làm chuyện tốt rồi. Viên ngọc này vừa hay có thể tặng cho Tân Ngôn. Đột nhiên có chút nhớ Tân Ngôn rồi, đợi sau khi xử lý chuyện của Lạc Băng thì phải lập tức quay về. Nói đến mới nhớ, không biết bây giờ Mạc Môn thế nào rồi. Sư phụ, hôm nay con đã luyện 5 lần rồi đó. Ừm, đúng, luyện thêm 5 lần nữa. Sư phụ rốt cuộc có nghe thấy lời mình nói không thế? Ca ca dẫn Lạc Băng đi rồi, Hắc Đình và Dương Thụ cũng đi rồi. Cũng không biết khi nào họ mới quay về. Bỏ đi, mình vẫn nên tiếp tục nghiên cứu trận pháp thuật thôi. Dù sao, có thể thêm một tầng an toàn cũng là chuyện tốt. Ê, có khách đến.
Sơn Ngoại Sơn Mục Bạch Lộ và Phật Môn Nam Vô cầu kiến trưởng môn Mạc Môn. Trưởng môn hiện không có ở đây, hai vị có chuyện gì sao? Đây là chí bảo mà gia sư đã cược với Lộ trưởng môn, xin ngài hãy nhận lấy. Hả, chí bảo của Phật Môn và Sơn Ngoại Sơn. Ca ca thắng được từ tay sư phụ của bọn họ. Cho nên, trong hai cái hộp Phật Môn âm ti này sẽ chứa đựng cái gì đây? A. Công pháp. B. Bảo vật. C. Pháp khí. D. Trái tim của yêu tộc cấp cam. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.